cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với Nhất Hùng nhằm tìm hiểu về việc thành lập phòng đọc sách cô Giang trong vùng Hoa Thịnh Đốn do võ thành nhân thực hiện kính chào chúng tôi võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với anh Nhất Hùng để mà chúng tôi có một cái trò chuyện để mà tìm hiểu về phòng đọc sách mà anh em chúng tôi mới quyết định để thành lập kế bên cạnh của SBTDC và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi À, trước hết em xin được kính chào anh Hùng. Dạ, trước hết tôi xin lời lời kính chào anh Võ Thành Nhân, giám đốc của đài SBTN DC và kính chào quý vị khán tiếng giả của đài SBDN Khi mà chúng ta quyết định có một cái phòng đọc sách bên cạnh một cái chương trình TV Việt ngữ như vậy đó, thì anh thấy đầu tiên là anh thấy cái lợi ích nó như thế nào, dạ thưa anh Nhế Hùng? Dạ, thưa anh tôi có thể nói ngay rằng nó quá lợi ích là bởi vì đây là một cái điều ất ổ của nói đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và của đồng hương nói chung là luôn luôn mong muốn có một cái phòng nào ít nhất là một phòng sinh hoạt và không có gì thiết thực văn hóa bằng một phòng đọc sách ở ngay cái trung tâm của cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đôn. Yeah. Và cũng khi mà nói tới cái phòng đọc sách thì kính thưa quý vị chúng tôi được quen biết với lại giáo sư Ngọc Yến là chị của giáo sư Kim Oanh, một người có một cái công trình giáo dục dạy Việt ngữ ở tại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì giáo sư Yến có một cái cách viết một cuốn sách là cho những người đọc mặc dù những người, người, đó không phải là người Việt Nam nhưng mà khi mà cầm cuốn sách đó và tập cái cuốn sách đó thì có khả năng đọc được Việt ngữ và chính cái điều đó là điều đầu tiên mà anh em chúng tôi khi mà có được 5.000 cuốn sách của bác sĩ Lâm Văn Năm à, sau khi mà ông qua đời á, thì chị An tặng cho anh em chúng tôi từ Harrisburg đem về thủ đô Hà Thành Đốn á, thì chúng tôi lại nghĩ thế bên cạnh một cái phòng đọc sách chúng ta có sách Việt ngữ mà làm thế nào mà con nít nó có thể đọc được khi mà nó không đi học trường Việt ngữ thì giáo sư Ngọc Yến đã cho chúng tôi một cái niềm tin là có cách để mà những người không phải là người Việt, có cách những người chưa biết học tiếng Việt vẫn có thể đọc được vần Việt ngữ. Do đó nên đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng nếu mà có điều kiện để mà chúng ta thành lập một cái phòng đọc sách mà chúng ta đặt là phòng đọc sách cô Giang để mà nhớ ơn một người anh thư, một người anh hùng ở trong lịch sử, người hôn thê, người vợ của nhà anh hùng Nguyễn Thế Học thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt. Do đó nên đó là lý do tại sao mà anh em chúng tôi với lại anh Nhất Hùng lập ra cái, cái cái phòng đọc sách này nhưng mà khi lại thành lập cái phòng đọc sách thì nó lại vấn đề về tài chính vấn đề gây quỹ thì anh Nhất Hùng có thể chia sẻ với quý đồng hương để chúng ta có một cái kế hoạch gây quỹ vào ngày 20 tháng 6 như thế 22 tháng 6 như thế nào dạ vâng à, thưa anh cho tôi nói trước một phần trước như thế này cái phòng đọc sách chúng ta gắn liền với cái chuyện mà gọi là ừ, duy trì cái nền văn hóa Việt ở hải ngoại mà không những thế chúng ta còn phải phát huy cho tương lai và chúng ta nhắm nhiều nhất tới giới trẻ và chúng ta gặp một cái khó khăn trong giới trẻ là cái cách đọc, hành đọc, đọc được tiếng Việt đấy, phải nói rằng tìm một cái phương pháp nào đó như của cô Yến là điều rất đáng hoan nghênh, rất đáng trân trọng. À, cái thứ hai nữa, thưa anh làm bất cứ một cái điều gì thì chúng ta cũng cần phải có tiền mà chúng ta gọi là ngân quỹ. Thì một cái phòng đọc sách chúng ta cũng phải có những cái chuyện mà uh, kệ rồi những cái chuyện mà nó liên quan đến các các cái vấn đề là cuốn sách và động lại vâng, tức là nó rất nhiều. Thì cái việc mà đầu tiên để muốn hoạt động khởi động được Là cần phải có gây quỹ Vì vậy mà anh em chúng ta đó Đã mới quyết định là ngày 22 tháng 6 này Chúng ta có tổ chức một cái buổi dạ tiệc dạ vũ Để gây quỹ thành lập phòng đọc sách cô giang Thì cái vấn đề cần tiền thì chắc quý vị cũng thấy là dễ hiểu Chứ không phải là khó hiểu gì yeah. Và cái ngày đó là ngày 22 tháng 6 giờ Lúc 6 giờ rưỡi chiều tại nhà hàng Harvest Moon à, Giá vé anh em chúng tôi quyết định là 35 đồng vâng. Và cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi lên cũng để là mong quý đồng hương à, quan tâm tới cái vấn đề mà đọc những cái cuốn sách việt ngữ như vậy đó rồi con em chúng ta nếu mà sau khi nó đọc xong có sự thông hiểu nào đó thì các em có thể dùng cái kiến thức của mình và biến nó thành những cái dòng chữ bằng anh văn cũng được hoặc là bằng việt ngữ cũng được để mà phổ biến ra để cho thấy rằng à, các em hiểu được cái tác phẩm đó như thế nào à, biết đâu chừng sau này à, chúng tôi nhờ được bà tiến sĩ đào thị hợi có thể cho chúng tôi những cái giải thưởng giống như là giải thưởng nguyễn ngọc bích một một người chuyên về đọc sách ở vùng thủ đô hoa Tĩnh đốn một cái gương sáng cho người việt chúng ta ở hải ngoại biết đâu chúng ta sẽ có những giải thưởng nguyễn ngọc bích để cho các con em mà thích học hay là ham đọc sách thì sẽ có được một cái ngày chúng ta có những cái cuộc thi đua như vậy tạo cái sự hào hứng để mà cái không khí sinh hoạt của vùng thủ đô hoa Tĩnh đốn à, mỗi ngày nó có thêm những cái phần nó gọi là dính liền với lại văn hóa và bảo tồn cái văn hóa việt nam qua những cái phần việt ngữ qua những cái tác phẩm những người đã sáng tác ở trong cái cộng đồng của chúng ta hoặc là ở hải ngoại ở tại những cái đất nước mà chúng ta sống xa rời quê hương đất tổ. Dạ thưa anh Võ Thành Nhân, tôi nghĩ rằng cái vấn đề này là một cái ước mơ chung của đồng hương vùng Hòa Thịnh Đốn và bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao biến ước mơ đó thành hiện thực. Mà trước mắt bây giờ là có được cái phòng đọc sách, mà cái phòng đọc sách này có được á, chúng tôi cũng phải thành thật rất là tri ân SDBN nói chung và cá nhân của anh Võ Thành Nhân nói riêng, chúng tôi rất tri ân và để cho cái phòng đọc sách này nó còn hoạt động được. Chúng tôi kính mong tất cả quý đồng hương hỗ trợ ủng hộ chúng tôi và hỗ trợ ủng hộ Thiết thực nhất là cố gắng tham gia cái buổi dạ tiệc đại vũ gây quỹ vào ngày 22 tháng 6. Còn để nếu mà đi đây. nếu mà đi không được thì liên lạc như thế nào để mà có thể gửi hiện kim hoặc là dạ sách cái ủng hộ nó có nhiều hình thức và dạ có thể là ủng hộ quý vị có thể là có sách ở nhà, nhiều sách rất quý nhưng mà kế thừa nó không có. Quý vị muốn gửi thì uh, quý vị có thể cho chúng tôi uh, quý vị có thể là uh, trực tiếp tham dự vào cái buổi dạ tiệc dạ vũ Và hoặc là quý vị có thể ủng hộ cái uh, tài chính để mà chúng tôi hoạt động cái phòng đọc sách này. Quý vị có thể gửi về uh, cái thu uh, phòng đọc sách Cô Giang và cái địa chỉ là... 6329. Vâng, anh, anh xin nói rõ là cái địa chỉ. Phòng đọc sách đọc là 6329 Arlington Boulevard, suốt B hoặc um, là suốt E thì chúng tôi sẽ nhận được sách của quý vị. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, uh, cái ngày mà chúng tôi chọn cái ngày 16 tháng 8 mà phòng đọc sách Cô Giang, chẳng qua là cái ngày đó là cái ngày định mệnh uh, Cô Giang đã tự sát. Để mà chết theo Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông Sau khi mà bị Pháp đưa ra Pháp trường để mà xử trảm Sau khi mà cái cuộc chiến đấu không thành và yên bái đã trở thành bảy chiến trường Do đó nên anh em chúng tôi chọn ngày 16 tháng 8 là ngày bắt đầu chúng tôi nhận sách cho phòng đọc sách Cô Giang Và phòng đọc sách sẽ được khai trương vào ngày 26 tháng 7 Cũng với ngày đặc biệt, ngày đó ngày sinh nhật của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích dạ vâng. thì thì cái ngày đó là sẽ làm sống lại cho cho một cái hy vọng, một cái niềm tin của giới trẻ Việt Nam ở tại vùng thủ đô Hà Thành đó thì chúng tôi lại chọn cái ngày như vậy thì đó là những cái những cái việc làm sắp tới nhưng mà riêng cái chương trình gây quỹ thì anh nhất không có thể cho biết thêm là nội dung nó như thế nào vậy à trước hết là cảm ơn anh võ Thị nhân đã nhắc nhở lại cái tên của phòng đọc sách là cô giang cái lý do và tên cô giang thì anh nhân đã nói chúng tôi cũng nhắc lại là cô giang là một vị nữ lưu anh hùng dân tộc à, trong lịch sử Việt Nam có hai bài trưng có hai bài triệu và cũng có nhiều người khác nữa Cô Giang cũng là một anh hùng nhưng mà ít được người ta biết đến. Mà nay chúng tôi cũng có dịp để mà xiển dương cái sự đóng góp của cô Giang trong cuộc chống thực dân Pháp. Và thưa anh, cái vấn đề mà gây quỹ đấy thì chắc có lẽ là chúng tôi muốn duy trì được cái phòng đọc sách là luôn luôn cần sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng hương. Và cũng xin thành thật nói không có gì thiết thực bằng tài chính. Yeah thì như vậy thì quý đồng hương chúng tôi đã ghi danh được với lại phòng đọc sách cô giang là một cái non profit và đang xin một cái non profit có tắt extension id và chúng tôi đã có giấy hoạt động của tiểu bang virginia và phòng đọc sách sẽ mở cửa từ 11 giờ tới 5 giờ chiều từ ngày 26 tháng 7 trở đi thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa và hy vọng đón nhận quý vị và rất mong là được đón quý vị vào ngày 22 tháng 6 buổi chiều 6 giờ rưỡi tại Harvest Moon để mà quý vị có thể giúp cho anh em chúng tôi có một ít phương tiện tài chính để mà cái phòng đọc sách được hoạt động hữu hiệu và đóng góp một phần vào cái công trình bảo vệ di sản vâng. văn hóa của chúng ta và trong tương lai biết đâu một ngày thật gần khi mà chúng ta có nhiều người có sự hiểu biết về đất nước thì đất nước sẽ có một cái may mắn được thay đổi và cái công cuộc quan phục Việt Nam biết đâu chừng nhờ vậy mà vâng. nó sẽ bị ngắn lại và có một ngày chúng ta sẽ thành công. À, đến đây xin được cảm ơn Nhất Hùng. Dạ, cảm ơn anh Ngọ Thị Dân, cảm ơn quý vị khán giả của đài uh, SBN đã lắng nghe chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ, chúng tôi, anh em chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và vùng hoa thình đốn nói riêng và để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Giang hay còn được biết đến là cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng. Chúng tôi quyết định thành lập phòng đọc sách cô Giang, tặng vật hay hiện kim xin gửi về phòng đọc sách cô Giang 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Fort Church, Virginia 22044 trân trọng kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn hưởng ứng, giúp đỡ, phổ biến và tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ để tạo nguồn tài chính cho sinh hoạt và thành lập phòng đọc sách cô Giang tại nhà hàng Harvest Spoon 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia 22042 lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 6, 2019, giá vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc, nhất hùng,